Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là đến thời điểm bơm nước đổ ải phục vụ gieo cấy vụ đông xuân năm 2022. Tuy nhiên hiện nay sông Bắc Hưng Hải, nguồn nước chính phục vụ cho việc đổ ải gieo cấy lại đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Những hình ảnh này chúng tôi ghi nhận tại cống Xuân Thụy, xã Kiêu Kỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội vào ngày 10 tháng 12 vừa qua. Tại thời điểm ghi hình, cửa xả tại cống Xuân Thụy đổ thẳng vào đầu nguồn sông Bắc Hưng Hải thuộc địa phận xã Xuân Quan, huyện Văn Giang. Quan sát bằng mắt thường chúng ta cũng thấy nguồn nước thải rất ô nhiễm. Còn đây là khu vực cuối nguồn sông Bắc Hưng Hải, tại khu vực xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào. Trạm bơm Nho Lâm phục vụ nước tưới cho hơn 20 hectare canh tác của xã. Mỗi khi bơm lên thì nước đen đặc, bốc mùi hôi thối, gây khó khăn cho người dân khi gieo cấy. Vừa lên Facebook mới tải được đúng cái trạm bơm này luôn đây này. Trong cái thời điểm mà bơm đổ ải thì rất là ô nhiễm đấy. Thế nhưng với cái tình hình mà nước là nó khó khăn cho nên là nhiều lúc vẫn phải cố bơm. Chứ dân thì nếu bơm lên là dân rất kêu đấy. Thế nhưng mà thôi thì sợ tình hình là nước lôi nó không đảm bảo cho nên vẫn nhiều lúc vẫn phải cố bơm. Bà con thì thực sự bơm lên là rất là bức xúc đấy. Bơm sau khoảng 10 ngày thì bà con mới ra đồng được. Chứ còn nếu bơm mà để cho nó lắng xuống thì bà con mới ra đồng. Khi bơm lên mà nước vào ruộng dân cũng không dám ra đâu. Trong những năm qua thì hầu như là nước ở sông này là hầu như là bị đen. Và đổ ra đồng làm cho cây trồng nhiều lúc cũng không được tốt. Năng suất thì lúa thì rất là không lớn được và bị lép nhiều. Ảnh hưởng đến cái sản xuất nông nghiệp cũng như là trồng cây hoa màu các loại. Và cuộc sống dân sinh của hai bên, nhất là các cái mùi hôi thối bay về các cái khu nhà dân ở người ta kêu là rất nhiều. Anh Nguyễn Văn Cảnh có nghề kiếm cơm chính từ đánh bắt cá trên sông Bắc Hưng Hải. Nhưng vài năm trở lại đây, anh phải từ bỏ công việc này vì sông bị ô nhiễm, hiếm cá. Nếu có đánh bắt được, bán cũng không ai mua. Dòng sông này hiện tại bây giờ rất là đen. Nó đen cách đây mấy hôm nay rồi. Thì thực chất là cái do là trên cái nguồn trên ấy, người ta thải xuống. Trước thì rất là nhiều người đánh cá. Đấy, thì bây giờ hầu như là đang bỏ dần hết rồi. Mà thậm chí bây giờ có đánh những con cá thì thậm chí là mà mang lên cho người dân ấy, người ta cũng không ai mua vì nó có mùi. Thưa quý vị, sông Bắc Hưng Hải là công trình thủy lợi phục vụ nước tưới tiêu cho cả địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh như Hải Dương, Bắc Ninh. Tuy nhiên những năm gần đây, sông thường xuyên bị ô nhiễm do nguồn nước thải từ các nhà máy và các làng nghề gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân sống ven sông, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Người dân đang mong đợi sự hợp tác cùng vào cuộc tích cực của cơ quan chức năng các địa phương có sông đi qua, để dòng sông Bắc Hưng Hải không còn phải kêu cứu.